Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Việt Vlog nha. Thì ngày hôm nay nhà cũng có làm mấy món để cùng chiều nha cả nhà. Để xem biết thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ cho gia đình một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thì chiều nay nhà mình nó cũng có làm cái món thịt ba gọi mình hấp với sa tế nha cả nhà. Ở đây thì mình cũng có sữa sạn sẵn với ba gọi nha. Ở đây thì mình cũng sẵn sàng một chén sa tế. Ở đây tiêu, ở đây hành tỏi. Thì thịt ba gọi hôm nay mình hấp sa tế thì mình ăn kèm với lại kim chi nha cả nhà. Kim chi này thì ở nhà mình cũng làm nha. Nguyên liệu chiều hôm nay thì chỉ đơn giản vậy thôi. Cả nhà theo chân gia đình mình vào bếp nha. Thì ở đây bây giờ hành tỏi với lại tiêu. Ở đây hành với lại tiêu mình đâm nó luôn nha cả nhà. Thì bây giờ đây mình bắt đầu mình ướp thịt nha cả nhà. Ở đây thì mình cũng cho hai muỗng nước mắm nha cả nhà. Với lại một muỗng hạt nêm. Một muỗng đường. Một muỗng bột ngọt. Thì ở đây mình cũng cho hành tiêu mình đâm, bây giờ cho vô luôn nha cả nhà. Ở đây tiếp tục mình cho sa tế vô luôn nha cả nhà. Ở đây thì mình cũng trộn cho gia vị nó thấm với thịt nha cả nhà. Ở đây thịt thì mình cũng đã ướp xong rồi nha cả nhà. Ở đây mình để khoảng 30 phút cho thịt thấm, bắt đầu mình mới đem mình hấp nha. Bây giờ thịt mình ở đây cũng đã thấm rồi nha cả nhà. Bây giờ tiếp tục mình đem mình hấp nha. Thịt đó mình hấp này mình lấy đôi đũa mình ghim vô nha cả nhà. Mình ghim mà thấy mà ở trong cái nước mà nó không có ra màu hồng hồng là nó chín rồi nha. Như vậy thì cái món mà ba gọi mình hấp sa tế cũng đã chín rồi nha cả nhà. Ở đây bây giờ mình sắp tỏi ớt ra để mình làm nước mắm nha cả nhà. Ở đây bắt đầu mình pha nước mắm nha cả nhà. Để đây mình làm nước mắm thì mình sử dụng 3 muỗng nước mắm nha. 2 muỗng đường. Ở đây mình cũng cho thêm 2 muỗng nước lọc nha cả nhà. Ở đây mình cũng cho thêm 1 muỗng bột ngọt. Ngày hôm nay mình làm nước mắm thì mình sử dụng nước cốt chanh nha cả nhà. Ở đây mình cũng cho thêm một muỗng nước cốt chanh nha. Ở đây bây giờ mình cũng cho tỏi ớt vô luôn nha. Như vậy thì cái chén nước mắm của mình cũng đã làm xong rồi nha cả nhà. Thì bây giờ ở đây mình cũng xắt thịt ra luôn nha cả nhà. Thank you.
ngồi dưới con nhìn con à. Con ngồi dưới con nhìn con nha. Cái nhà con nhìn con nha. Mà cả nhà không chịu gia đình mình luôn nha. Chén là cắm vô đây. Cái tường là con ăn gì con gấp ăn đi. Ăn cái cơm không ăn không? Quay ra đúng nữa ha. Ăn cơm vô. Cái nhà ăn cơm chiều gia đình mình luôn nha, cái thịt luộc nha cả nhà, tức là xương chi nha cả nhà nhé. Chấm miếng món này nè cả nhà nha. Gì đó à. Trời ông đang mưa đó nha. Có ở ngoài cả nhà không cảm nha. Nước cơm vô. Thank you.
Đơn giản vậy là ngon rồi, không đơn giản là ngon, ngon phải như vậy, ngon phải như vậy, giá dữ quá, bình luận bằng những tiền dài cả nhà, kết thúc nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Cả nhà xem biết cái này nhé, để ủng hộ gia đình mình nha. Nếu gia đình mình một like, một cái kênh. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.